Shop misu.com, shop chuyên bán X45 uy tín chất lượng với vòng quay X45 cực chất, X45 với giá cực rẻ và đặc biệt là thử vận may trúng nick cực VIP, giao dịch tự động 100%. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mã gift code và anh em nhập thì chúng ta sẽ nhận được 3 hộp trang phục Taekwondo nha. Ok, và mình cũng còn một số những cái mã gift code khác để anh em nhập và chúng ta nhận các cái gói trang phục ấy, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với anh em trong những cái video tiếp theo nhá. Nên là những em nào mà chúng ta đang xem thì đừng quên nhấn cho mình một nút like này. Bạn nào mà chưa nhấn đăng ký kênh ấy thì đừng quên nhấn cho mình một nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh giúp cho mình nhá. Khi nào mà mình chia sẻ những cái mã gift code ấy thì nó sẽ thông báo mới nhất đến anh em nha. Ok, và mình cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ vào và mình review với anh em một cái phần quà mới cập nhật vào chiều ngày hôm nay nha anh em. Đó chính là súng khủng dữ danh nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ review cái phần quà này luôn cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ vào cái phần quà cho anh em xem này. Súng khủng dữ danh nhá. Ok, anh em chúng ta sẽ đăng nhập vào ngày 20 tháng 10 ấy thì chúng ta sẽ được chọn một trong bốn cái skin súng này nhá. Hoặc là nếu mà anh em chúng ta không chọn cái skin súng này thì chúng ta có thể chọn cái không trừ điểm danh nhá. Nên cái thẻ không trừ điểm danh thì mình thấy cũng khá là ok đấy. Nếu mà anh em chúng ta sử dụng thì chúng ta chơi những cái trận danh ấy thì chúng ta sẽ không bị trừ điểm nhá. Còn nếu anh em chúng ta chọn skin súng thì skin súng chỉ có thời hạn trong 7 ngày thôi chứ không phải là skin súng vĩnh viễn đâu nhá. Nên là mình thấy những em nào mà chúng ta thích leo danh ấy thì anh em nên đổi cái thẻ không trừ điểm danh thì nó vẫn lời hơn nha. Ok, giờ thì chúng ta sẽ vào và chúng ta nhập cái mã gift code luôn nha. Đấy, phải nhập cái mã gift code luôn cho nóng nha. Sau khi mà mình nhập cái mã gift code xong rồi ấy thì mình sẽ qua bên server của Brazil, mình review một cái phần quà cũng khá là ngon khi anh em chúng ta đăng nhập trước cái sự kiện Halloween cho anh em xem nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhập cái mã gift code trước và sau khi mà mình nhập xong ấy, mình sẽ quay trở ra ngoài cho anh em xem cái mã gift code nha. Đây, mình sẽ nhập xong rồi nha anh em. Và ok, mình đã nhận được 3 cái hộp trang phục Taekwondo rồi. Và đây là cái mã gift code mình vừa mới nhập nha anh em. Anh em nào mà chúng ta đang xem ấy thì chúng ta ghi ra một cái tờ giấy và anh em vào game và chúng ta nhập cái mã gift code này vô nha. Ok, một cái mã gift code anh em sẽ nhận được 3 cái hộp trang phục Taekwondo luôn. Đấy, khá là ngon. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở ra ngoài nhá. Và mình cũng sẽ trả lời một cái câu hỏi khá là nhiều anh em chúng ta đang thắc mắc luôn. Đó chính là cái chổi Phùng Thị Thủy đấy anh em. Thì cái chổi này thì để làm gì? Giờ thì mình sẽ trả lời cái thắc mắc này của anh em nhá. Thực ra cái chổi Phùng Thị Thủy đó chính là cái ván lướt nha anh em. Vì cái vẻ ngoài của cái chổi này thì anh em thấy rất là lạ đúng không? Và cái tên gọi thì mình thấy cũng khá là lạ luôn. Nên là nhiều anh em chúng ta vẫn chưa biết là cái chổi này dùng để làm gì. Cái chổi này thì thực ra đó chính là cái ván lướt nha. Khi mà anh em chúng ta dùng cái chổi này ấy thì nó cũng sẽ lướt như những cái ván lướt bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta có cái cảm giác như là những cái bà phù thủy mà ngồi trên những cái chổi bay anh em. Đấy, kiểu tương tự như thế luôn. Giờ thì mình sẽ qua bên server khác, đó chính là server của Brazil để mình review những cái phần quà khi mà anh em đăng nhập trước sự kiện Halloween bên đây nha. Đầu tiên thì khi anh em chúng ta đăng nhập một ngày ấy thì chúng ta sẽ được một cái vé quay vũ khí này. Anh em đăng nhập 4 ngày thì chúng ta sẽ được cái huy hiệu Halloween nha. Huy hiệu Halloween thì mình cũng đã nói với anh em trong những cái video trước rồi. Cái này thì sẽ thay cho cái vé quay kim cương nha. Tiếp theo khi mà anh em chúng ta đăng nhập 6 ngày ấy thì chúng ta sẽ nhận được cái ba lô bí ngô ma quái nhá. Đấy, đây cũng khá là ngon. Và đây là cái sự kiện khi anh em chúng ta đăng nhập trước thôi chứ không phải là cái sự kiện Halloween đâu nha. Nên là anh em chúng ta đừng bị nhầm lẫn nha. Đấy, tiếp theo ở bên đây thì khi mà anh em chúng ta chơi bằng cái nhân vật Sunny ấy thì anh em sẽ nhận được 5 cái vé quay vàng này. Ok, cũng khá là ngon. Ok, và bên đây thì mình thấy khá là nhiều những cái nhiệm vụ cho anh em cày cuốc luôn. Đầu tiên là khi mà anh em chúng ta đăng nhập ấy, chúng ta sẽ được một vé quay kim cương này, một vé quay vàng và một cái thẻ huy hiệu thợ săn nha. Ok, cũng khá là ngon rồi. Ở đây thì mình sẽ nhận luôn nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì hot được không nhá. Đây, mình sẽ tìm thêm xem nhá. À, ở bên đây có cái sự kiện chúng ta sẽ đổi sang được cái bản thiết kế này anh em. Khi mà chúng ta đổi hai cái viên đá chế tác ấy và một cái thẻ bánh răng nhá, chúng ta sẽ đổi sang được một cái bản thiết kế này. Và anh em nếu mà muốn kiếm cái thẻ bánh răng ấy thì chúng ta sẽ nạp kim cương ở bên đây nhá. Và cái mốc nạp kim cương thì lên tới 1000 kim cương liền. Anh em cũng nhận được những cái vé quay đá chế tác này hoặc là cái thẻ bánh răng nhá. Ok, cũng khá là ngon rồi. Và đây là những cái phần quà khi mà anh em chúng ta đăng nhập trước sự kiện Halloween bên server Brazil nha. Và còn rất nhiều những cái server khác và những cái phần quà khác thì mình sẽ review với anh em trong những cái video tiếp theo nhá. Giờ thì mình sẽ vào shopmisu.com và mình mua nick mình tặng cho anh em nha. Anh em nào mà chúng ta muốn sở hữu tới 9000 kim cương ấy thì anh em có thể vào đây và chúng ta mở hòm kim cương nhá. Mình nhớ không nhầm là lần trước mình mở là được 6000 kim cương liền.
Wow, rất chi là ngon luôn. Và cái danh sách mà mình tặng kim cương cho anh em ấy thì mình sẽ lên danh sách và mình đăng trên fanpage nha. Những anh em nào mà chúng ta có danh sách thì chúng ta vào và chúng ta IB Facebook cho mình để mình tặng kim cương cho anh em nhá. Ok. Và anh em nào mà chúng ta muốn thử vận may và chúng ta trúng được cái nick VIP ấy, thử vận may chỉ với giá 15.000 thôi, thì anh em chúng ta cứ mua nick từ phía cuối trang chúng ta mua lên nha, thì tỷ lệ anh em trúng nick VIP rất là cao luôn đấy. Ok. Đấy, và mình vừa mới mua, đây là hai nick nha. Giờ thì mình sẽ mua thêm một nick nữa là 3 nick mình tặng cho anh em nhá. Đấy, nên là anh em chúng ta đang xem thì đừng quên nhấn cho mình một like đấy, một đăng ký kênh. Và nếu anh em nào tốt thì nhấn nút chia sẻ cho mình thì càng tốt nhá. Ok, giờ thì mình sẽ mua thêm một nick cuối cùng nhá. Nick này là nick thứ 3 nha anh em. Anh em nào mà chúng ta nhanh tay thì chúng ta đăng nhập vào và chúng ta đổi mật khẩu đi nhá. Ok, và bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn nhá.